chào quý vị và các bạn đang theo dõi 360 độ khoe đẹp và tôi là Hải Đăng. Thưa quý vị, hôm nay chương trình 360 độ khoe đẹp sẽ cùng nhau chia sẻ một trong những chủ đề mà Hải Đăng tin chắc rằng là rất nhiều mẹ đang quan tâm, đó là làm thế nào để chăm sóc con trong độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi được phát triển một cách tốt nhất, các bé được lựa chọn theo sở thích và có thể giải quyết được vấn đề của bản thân. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với hashtag đầu tiên của chương trình, xu hướng. Đây là thói quen vào mỗi cuối tuần của gia đình chị Đinh Ngọc Diệp. Cùng con dạo quanh công viên, trải nghiệm những hoạt động thể thao ngoài trời. Là một người luôn bận rộn với công việc, lịch trình đóng phim dày đặc, nhưng với chị, ở bên con, đồng hành cùng con là điều tuyệt vời nhất. Theo chia sẻ của chị, những giây phút mẹ con ngồi bên nhau, các con rất cởi mở. Các bé sẽ dễ dàng hơn để chia sẻ những câu chuyện ước mơ, những vấn đề trong học tập. Đó là khoảnh khắc rất đáng yêu của gia đình. Với chị, những bữa ăn nhẹ trong không gian thanh bình là điều cần thiết, là cơ hội để con cảm nhận sự thú vị từ món ăn, cung cấp năng lượng, giúp con phát triển và hoàn thiện bản thân. Mẹ ơi, bánh ngon quá mẹ. Thì chút xíu nữa về nhà, mẹ sẽ lấy thêm sữa cho con chấm với bánh nha. Dạ. Ok. Luôn tự hào về con, lúc nào cũng dành những điều tốt nhất cho con là mong ước của mẹ. Tớ đang cáu lắm đó. Tớ muốn nhảy dựng lên, viết nguyệt hoa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai vị khách mời của chương trình hôm nay. Tiến sĩ bác sĩ nhi khoa Phạm Diệp Thùy Dương. Xin chào Hải Đăng. Xin chào quý vị khán giả. Và diễn viên Đinh Ngọc Diệp. Xin chào Hải Đăng, xin chào bác sĩ ạ. Và xin chào quý vị khán giả. Chào chị Diệp. Thì mọi người có một cái nickname rất là dễ thương dành cho chị. Đó là người phụ nữ dành cả thanh xuân để đóng phim cho chồng. Trời, mắc cỡ quá. Dành cả thanh xuân đi đóng phim á thì không có dám nhận đâu. Tại vì mình không có đóng nhiều. Nhưng mà cái đam mê lớn nhất của mình đó chính là gia đình, là hai bé. Cho nên là nếu mà bàn về các bé thì là vô vàn bất tận kể, ngày đêm không hết chuyện. Và ngày hôm nay thì chương trình rất là vui khi mời được chị đến đây tham gia vào chương trình này. Một người phụ nữ chăm lo cho gia đình, cho những đứa con của mình. Theo đang được biết thì hiện tại là chị đã có hai cháu đúng không ạ? Dạ. Như vậy thì cái quá trình chăm sóc các bạn nhỏ nó có gặp những cái khó khăn gì hay không? Quan điểm của anh Victor và Ngọc Diệp thì rất là giống nhau. Luôn luôn mong muốn làm sao cho các con có một cái sự phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần lẫn nhân cách. Làm sao mà cố gắng cho các con có được một cái sự tự lập nè. Và luôn luôn có trách nhiệm với những cái quyết định của mình. Một cái lịch trình chăm sóc các bạn nhỏ là như thế nào? Một ngày của Diệp lúc nào cũng rất là đáng yêu, rất là diệu kỳ luôn. Mình mở mắt ra là thấy trên giường có hai thiên thần. Mình chính là cái người gọi các con dậy đi học, đưa con đến trường, đón con về, chăm sóc cho các con ăn uống, rồi chơi với con, học tối với con và đưa con đi ngủ. Ngày nào cũng như vậy nhưng mà lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười và nhiều ý nghĩa. Dạ, như vậy thì hoạt động của các bé trong một ngày thì nó sẽ như thế nào và dinh dưỡng của bé ra sao hả chị? Hai bé nhà Diệp là con trai á, cho nên là rất là năng động. Ở đâu mà năng lượng suốt ngày luôn, có thể là giỡn nghịch rồi chạy nhảy, không bao giờ thấy mệt mỏi. Chính vì vậy cho nên là Diệp thì cũng rất là ủng hộ hai con tham gia những cái hoạt động thể chất ở ngoài trời. Chẳng hạn như bé rất là mê thể thao, giống như là chạy xe đạp nè, bơi lội nè, đá banh nè. Và những lúc như vậy á, thì Diệp nghĩ là cũng rất là tốt, bởi vì chắc là nó cũng giúp cho mình phát triển hệ cơ xương, hệ miễn dịch và tăng trưởng chiều cao nữa, không bác sĩ? Nói về dinh dưỡng thì chắc chắn là không ai ở đây trong chị em mình qua mặt được bác sĩ Thùy Dương. Như vậy thì chắc là nhờ bác sĩ sẽ có một cái phần chia sẻ với những bạn nhỏ ở trong cái độ tuổi là mầm non và cấp 1 giống như là con của chị Diệp ở đây. Thì cần phải có những cái lưu ý gì để các bạn thứ nhất là không có bị hụt năng lượng trong một ngày hoạt động. Cái thứ hai nữa
Một trong những cái vấn đề rất quan trọng mà Đăng nghĩ là chị Diệp rất quan tâm, đó là vừa đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng mà con mình phát triển được thể chất một cách toàn diện nhất. Đúng rồi. Câu hỏi rất là thú vị luôn. Thì đúng là cái tuổi này là cái tuổi mà các con cần thiết phải có sự thú vị. Luôn luôn là phải như vậy. Khám phá cái mới rất là vui. Chuyện ăn uống mình phải rất là chú ý, phải làm sao cho nó phải thật là vui, là thú vị, để mà con có thể ăn rất là niềm hứng khởi và ăn hết cái phần của mình để đủ năng lượng, đủ dinh dưỡng. Cho nên mình phải biết sáng tạo thông qua những cái bữa ăn trong ngày đó. Như vậy chắc là ba mẹ phải lập kế hoạch trong một cái tuần luôn, làm sao thức ăn nó có nhiều màu sắc. Ví dụ như mình dùng những cái rau củ tự nhiên ha, rồi phải hương vị, phải ngon, phải thơm đó. Rồi còn phải thí dụ những cái hình ảnh thật là vui nữa. Ngoài cái chuyện bổ dưỡng là ba mẹ rất là muốn nhưng mà con là nó muốn phải làm sao có cái hương vị đặc biệt thì nó mới thích. Ví dụ như là buổi sáng phải khác buổi trưa. Đúng rồi. Bữa trưa là phải khác bữa tối. Và nói về cái này thì chắc là không ai qua chị Diệp rồi. Đăng thì chưa có gia đình, cho nên là không biết là trong cái cách mà chăm sóc con và chuẩn bị những bữa ăn cho con á, thì chị có những cái kinh nghiệm gì để cho các bé không có bị chán? Thứ nhất đó là đảm bảo được dinh dưỡng trong một ngày của các bạn. Và cái thứ hai nữa là vấn đề phát triển về lâu dài. Không phải dễ nha. Nhưng mà đúng như là bác sĩ chia sẻ đó, thì có là lúc nào cũng phải động não, lúc nào cũng phải sáng tạo, làm trang trí rồi đúng hình rồi. Hài rồi cắt tỉa đủ thứ các loại, thì các bé ăn thấy rất là ngon miệng và ăn được rất là nhiều. Chẳng hạn như buổi sáng á, thì Diệp sẽ cho các bé có thể là ăn trái cây hoa quả cộng với lại trứng ốp la, rồi một số cái loại đậu hạt đúng không ạ, và bánh quy sữa. Rồi những cái bữa phụ trong ngày thì Diệp phải chọn những cái thức ăn nào mà nó vừa đủ dinh dưỡng, vừa tiện cho bé mang theo. Diệp luôn luôn ủng hộ các con hoạt động thể chất. Tuy nhiên là mỗi lần mà hoạt động nhiều thì mấy ảnh mau đói bụng lắm. Mỗi lần đó là cứ quấn quýt lên, đi đâu cũng phải có nước, có bánh. Một ngày của bé thì rất là nhiều hoạt động, sáng trưa chiều tối. Thì Diệp muốn nghiên cứu cái loại thực phẩm dinh dưỡng nào mà có thể nhỏ gọn nè, nhưng mà các bé ăn thì phải vừa dinh dưỡng, vừa ngon miệng mà lại còn hấp dẫn cho bé nữa. Thì cái điều đó là chắc phải nhờ bác sĩ tư vấn giùm. Đang cũng có đồng cái ý kiến với chị Diệp luôn. Đó là rất mong là bác sĩ chúng ta sẽ có những cái chia sẻ cụ thể hơn một vài cái món ăn tiện cho con. Đúng trong rồi. Những cái lúc mà các bạn không ăn bữa chính là những cái bữa phụ ở trường. Mà nhất là bác sĩ, thường á, em đọc ở đâu người ta nói á, là cái món ăn nào mà dinh dưỡng thì bé rất là ngán, rất là chán, không muốn ăn đúng không ạ? Như vậy mà thì phải bé lại sao thích bánh kẹo nhiều hơn. Nên là có cái món nào mà nó được cả hai không bác? Thật ra thì không có khó đến nỗi vậy đâu. Cắt hạt và trái cây khô. Nó rất là nhiều dinh dưỡng luôn đó. Mình có thể kết hợp thành một cái hỗn hợp mà mình ăn nhẹ và nó rất là tiện lợi. Đầy đủ dinh dưỡng. Mình thấy trong đó sẽ có những cái chất dinh dưỡng đa lượng nè. Rồi có thêm chất béo rất là an toàn, rất là lành mạnh nữa. Rồi các bạn thấy trong đó có rất nhiều protein và chất xơ, cho nên nó sẽ làm cho bé no lâu giữa các bữa ăn. Rồi sữa chua nguyên chất nó sẽ có nhiều năng lượng hơn và nó có nhiều cái đạm hơn. Những cái đạm protein nó làm cho giúp no lâu hơn. Thêm hạt nè, rồi bớt thêm trái cây sấy khô. Nó rất là hấp dẫn mà năng lượng còn nhiều hơn nữa, ăn được no lâu hơn. Trứng luộc nè, nó cũng rất là tiện dụng luôn và bổ dưỡng lắm. Tại vì ngay cả một cái trứng mà nhỏ xíu vậy mình thấy có 50 gram thôi đó là nó sẽ có được 6 gram protein rồi. Nó thêm sắt nè, thêm canxi, rồi thêm colin, rồi những cái vitamin A, D, rồi B, rồi những khoáng chất, những cái vi chất cần thiết nữa, rất rất là tiện luôn đó. Nãy Diệp có nói là những cái bánh quy sữa. Đó, bánh quy sữa thì nó rất là thơm ngon, bé mấy bé thích lắm luôn, cũng rất là tiện. Cái điều quan trọng nhất là khi mà mình phải xem thành phần ghi trên đó, tức là đã được chứng nhận và được kiểm soát. An toàn cho từng độ tuổi đúng không ạ? Đúng rồi. Nói về bánh quy thì thật sự đây là một cái món ăn mỗi ngày, không chỉ là hai bé nhưng mà anh Victor và Diệp cũng rất là thích luôn và dùng được cho cả gia đình. Chị còn hay dùng để mà thay thế các bữa phụ cho con nữa, rất là tiện lợi luôn. Cái điều đặc biệt của bánh quy này á là rất là thơm vị sữa. Bánh ăn khô vẫn ngon, ăn không cũng ngon mà là chấm sữa càng ngon hơn. Ở trong cái bánh đó thì mình thấy là cái gấp đôi lượng sữa và cái sữa trong đó là sữa nhập khẩu từ New Zealand, cho nên rất là đủ năng lượng. Và để ý với Diệp có thấy là trên cái lớp phủ ngoài nó là có cái lòng trứng, nó có rất là giàu DHA, thành ra rất là tốt cho não ha. Bé nào cũng thích sữa với trứng đúng không chị? Mà cái vị bánh này là đúng sở thích của các bé luôn, cho nên là ăn mỗi ngày. Cái bao bì nó cũng rất là bắt mắt, nhìn nó vàng và nó rất là nổi bật, khiến cho bé cầm ra rồi đếm 1, 2, 3, 4, học đếm số ạ. Em thấy rất là hạnh phúc khi mà nhìn các con tương tác với lại những cái món thực phẩm dinh dưỡng hàng ngày. Đối với bé, chiếc bánh Marigold nó giống như là một người bạn thân vậy đó. Nó không chỉ mang niềm vui đến cho bạn mà còn mang niềm vui đến cho những người bạn xung quanh của bạn nữa. Đúng rồi. Chị nghĩ ra cái điều này cũng rất là hay, giống như nhà chị cũng đã làm. Tức là mình có thể ăn với con. Thật ra bây giờ mình bận rộn đúng không?
Cho nên những cái bữa mà mình có mặt chung với con rất rất là quan trọng. À, mình ăn chung với con. Ví dụ như con mà chấm sữa ha, thì Diệp có thể chấm với trà đúng không, hoặc là cà phê đó, thì cũng rất là thú vị nữa. Và như vậy cũng rất là nhiều năng lượng, thì trong thời gian đó mình nói chuyện với con để mà có thể chia sẻ thì chị nghĩ cái điều đó rất là quan trọng, bởi vì đó là những thời khắc mà mình có thể tăng sự gắn kết và là những cái kỷ niệm rất là khó quên. Như vậy thì những cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho mình bớt cái thời gian nấu nướng đi. Nếu như mà không có thì có khi là mình phải mất một khoảng thời gian nửa tiếng đồng hồ để mình vào bếp mình làm một cái món ăn nhẹ cho tất cả mọi người. Bác sĩ có những cái lưu ý gì để cho quý vị phụ huynh, hoặc là khi mà các bạn chúng ta lớn lớn một chút thì các bạn cũng biết cách để xem là nó có phù hợp với mình hay không? Đúng rồi, cái đó là quan trọng lắm đó. Cảm ơn Hải Đăng đã nhắc. Tức là khi mà mình mua cái hộp bánh thì mình cũng phải xem cái thương hiệu với lại uy tín. Và các bạn biết thường thường những thương hiệu uy tín người ta sẽ có cái thành phần trên đó và đã kiểm nghiệm hết rồi và đã kiểm soát chất lượng của nó, và luôn luôn phải nhớ cái hạn sử dụng là quan trọng. Rất là cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ và chị Diệp ngày hôm nay. Rõ ràng cái câu chuyện là chúng ta làm mẹ đảm trong cái xã hội hiện đại thì nó không quá khó nếu như mà chúng ta biết cách, đúng không ạ? Và cộng với những cái kiến thức rất là chuẩn chỉnh từ chuyên gia thì chắc chắn là đây sẽ là một trong những điều mà những người mẹ hoặc là những bạn chúng ta chuẩn bị lên thiên chức làm mẹ, chuẩn bị lập gia đình cũng có thêm những cái phần để có thể góp nhặt làm hành trang sau này chúng ta cùng đồng hành với những bạn nhỏ của mình. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với hashtag tiếp theo có thể bạn nên biết. Các loại hạt và trái cây sấy khô tạo nên một hỗn hợp đồ ăn nhẹ lành mạnh, dễ bảo quản. Chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng đa lượng, chất béo lành mạnh, protein và chất xơ từ các loại hạt giúp còn no giữa các bữa ăn. Bánh quy. Bánh quy giúp cho trẻ có đủ chất và tiện lợi trong mọi sinh hoạt. Các mẹ nên lựa chọn những loại bánh đến từ các thương hiệu uy tín và kiểm tra rõ thành phần trong bánh. Ví dụ, loại bánh quy sữa được khuyến khích sử dụng để linh hoạt thay thế luân phiên các bữa phụ hàng ngày của con. Có gói nhỏ tiện lợi mang theo, hình bầu dục, dễ dàng chấm sữa để tăng thêm vị ngon. Đồng thời, dễ dàng kết hợp với các thực phẩm khác để tạo nên một bữa sáng đủ đầy dinh dưỡng. Sữa chua. Sữa chua nguyên chất, không đường, là một món ăn nhẹ tiện lợi, có hàm lượng protein cao hơn sữa chua thông thường. Để món ăn này trở nên ngon miệng và no hơn, hãy thêm trái cây và các loại hạt tốt cho sức khỏe. Rong biển. Những miếng rong biển giòn được thái lát vung vắng đã được sấy khô, ướp gia vị và muối. Chúng chứa ít calo và rất giàu iốt, một khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe. Bạn nên lựa chọn những loại có ít thành phần, chẳng hạn như rong biển, dầu ô liu và muối. Trứng luộc. Trứng luộc là một trong những món ăn vặt tiện lợi và bổ dưỡng. Một quả trứng 50g chứa hơn 6g protein, sắt, canxi, choline, vitamin A, B6, B12, D và nhiều chất dinh dưỡng khác. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 360 độ khỏe đẹp kỳ này cũng đã khép lại. Hải Đăng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Thank you.